đến với chương trình tư vấn pháp luật của Hà Nội Law Firm. Thưa quý vị và các bạn, tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp, đấy là một vấn đề nóng phổ biến và diễn ra thường xuyên trong quá trình hoạt động phát triển của bản thân mỗi doanh nghiệp. Bởi lẽ, ở đâu tồn tại lợi ích thì ở đấy tồn tại mâu thuẫn và tranh chấp. Làm sao để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp một cách triệt để, đem lại lợi ích dung hòa, thúc đẩy vòng quay doanh nghiệp tiến về phía trước là câu hỏi lớn được đặt ra đối với cả các cơ quan, các tổ chức, các doanh nghiệp. Hôm nay chúng tôi mời đến đây luật sư Phạm Văn Khánh thuộc hãng luật Hà Nội Law Firm để giúp chúng ta hiểu rõ hơn vòng quay xung quanh vấn đề này. Vâng, chào ông ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin gửi đến ông đấy là theo ông thì có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp ạ? Trong doanh nghiệp ấy, thì nó có nhiều cái loại tranh chấp, nhưng mà tiêu chung thì có các cái loại tranh chấp mà liên quan đó là tranh chấp về lợi ích. Người ta đã nói là câu là lợi ích, tức là không ai là bạn vĩnh viễn, cũng không ai là thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là tồn tại vĩnh viễn. Thế nên mọi cái nguyên nhân xuất phát thì là đều xuất phát từ lợi ích. Mà theo tôi thì nó có những cái lợi ích khác nhau, tức là cái hình thức thể hiện khác nhau. Một đó là lợi ích về vật chất, lợi ích về vật chất tức là về vấn đề kinh tế chúng ta hay nói. Cái hai là về danh, nhiều khi cũng tranh chấp chức danh. Đấy. Cái thứ ba ấy là về quyền lực, mà theo tôi thì cái quyền lực là kinh khủng nhất. Đấy. Vì cái quyền lực nó sinh ra được cả về vấn đề kinh tế, cả vấn đề về danh, và nhiều khi cả vấn đề về tình cảm. Đấy. Thì theo tôi là có lại đó. Vậy theo ông thì có những tranh chấp nội bộ nào là phổ biến nhất trong các doanh nghiệp hiện nay? Theo tôi thì với đặc thù là công ty, tức là có nghĩa là vì lợi ích kinh tế người ta mới hợp tác với nhau, và vấn đề tìm là cũng lợi nhuận cũng được đưa lên hàng đầu. Do đó vấn đề về tranh chấp ở trong công ty là chủ yếu là vấn đề về kinh tế, còn các vấn đề khác thì ít hơn. Ví dụ như vấn đề quyền lực, tức là tranh chấp nhau về chức danh chủ tịch, chức danh tổng giám đốc, hay là quyền của tôi được quyết cái này, tôi được quyết cái kia trong cái nội bộ công ty, thì cũng không quá là căng thẳng hay là quá khốc liệt như ở ngoài chính trường. Vì chính trường ấy thì cái quyền lực đấy nó ghê gớm lắm, nó rất là kinh khủng, và lợi ích từ cái quyền lực ở chính trường cũng rất là lớn. Thế nhưng trong nội bộ thì cái vấn đề lợi ích về kinh tế hay là lợi ích về vật chất thì được đưa đến đó. Vâng, vậy thì những nguyên nhân và thực trạng trên thì theo ông thì khi chấp xảy ra các doanh nghiệp nên có phương hướng giải quyết như thế nào ạ? Theo tôi thì việc đầu tiên là phải tìm cái cách nào để tìm ra được nguyên nhân gốc. Nếu như tìm được nguyên nhân thì mới có cách chữa. Cách chữa đây là cách giải quyết. Mà một trong những cách chữa tốt nhất đó là không có bệnh, có nghĩa là có cách phòng nó thật tốt. Cái phòng bệnh là quan trọng hơn chữa bệnh. Thì phòng bằng cách nào? Theo tôi thì có mấy cách. Một đó là quy định trong công ty phải rõ ràng, trong điều lệ công ty, trong quy chế của công ty, phân công nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của các bên một cách cực kỳ rõ ràng giữa những người quản lý với nhau, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, rồi là các thành viên hội đồng quản trị. Cái thứ hai là giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng cần phải rõ ràng. Đây là cái thứ nhất, đây là cách phòng tốt nhất. Cái thứ hai là tuy thế thôi nhưng mà có cái quy định đấy mà anh không triển khai được, anh không để cho mọi người thấu hiểu được thì nó sẽ cũng vẽ xảy ra. Và tôi cũng đã thấy rất nhiều trường hợp là mở ra thì quy định có rõ ràng rồi nhưng không ai hiểu, vì thường là mang điều lệ về để trong ngăn kéo, dẫn đến cái việc là gì, phải triển khai được ra, nói được ra rõ ràng, truyền thụ đến tất cả mọi người trong công ty, người ta hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ ngay từ ban đầu trước khi người ta vào hay là trước khi hợp tác với nhau, thì là cái điều rất tốt. Cái thứ ba là theo tôi là phải minh bạch. Nếu anh không minh bạch thì rồi mọi người sẽ thấy có những vấn đề khuất tất trong đó và dẫn đến cái việc xử lý cực kỳ khó. Theo tôi là như thế. Có ba cái đấy. Nhưng một cái lưu ý nhất mà tôi hay lưu ý với lại các cái thân chủ của tôi
hay là trong quá trình giải quyết thì tôi thấy thế này, tức là quan trọng là tránh mập mờ, đừng có mập mờ. Rất nhiều người vì lợi ích nọ lợi ích kia mập mờ, hoặc là hợp tác với nhau thì đầu tiên là anh em với nhau duy tình, tức là vì tình cảm mà hợp tác với nhau, xong rồi là cũng lại e dè không dám nói thẳng với nhau, không trao đổi thẳng về vấn đề, thế dẫn đến cái việc là sau này khi mà có lợi ích thì phát sinh và lúc đấy xảy ra tranh chấp, nhiều khi lúc đó còn không còn là anh còn là em mất cả tình cảm. Thế là cái thứ nhất mà tôi nói. Và cách này muốn làm thì thực ra là có thể là bạn bè với nhau cũng không thể kinh doanh được nhau, mà quan trọng hơn cả là gì, phải cùng một mục đích, cùng một chí hướng, và quan trọng nhất trong tất cả đó là tính cách phải giống nhau. Ngưu tổng ngưu, mã tổng mã, ngựa có mục đích khác, trâu có mục đích khác. Do đó cái quan trọng đó là phải tìm người phù hợp. Tìm người phù hợp về cái gì? Về tính cách, về mục đích sống. Và con cáo thì không thể sống được với con nhím, còn nhím mục đích khác, còn cáo mục đích khác, thế nên không thể. Rồi cáo với nhím mà ở với nhau thì cũng chỉ tìm cách ăn thịt nhau. Đấy là cái lưu ý. Cái tiếp theo tôi muốn nói là trong cái quá trình giải quyết công lý thì giải quyết về tranh chấp thì lưu ý nhất với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là công lý phải tiếp cận với chân lý. Nếu như công lý không mà không tiếp cận công lý là chân lý thì sẽ dẫn đến một cái việc rồi một lúc nào đó người ta sẽ không phục và nó không được cả phần thần tâm. Thế làm thế nào để giải quyết chân lý và công lý gần tiếp cận với nhau? Tất nhiên nó trồng khít là khó nhưng cần là khó. Thế trong rất nhiều các phương pháp để mà giải quyết về tranh chấp nội bộ công ty, ví dụ như là thương lượng này, hòa giải này, nhờ trọng tài này, nhờ luật sư hòa giải này, rồi là gì nhỉ, tranh chấp ra tòa án, thì theo tôi ưu tiên đầu tiên nó phải thương lượng hòa giải. Thương lượng là tốt và phải nhìn lại với nhau theo cùng hướng. Cái này cũng khó đấy chứ không, và cái văn hóa người Việt Nam cũng chưa hoàn là thẳng lắm. Nhưng tôi hy vọng là đợt tới này thì những doanh nhân doanh nghiệp ở Việt Nam có văn hóa, có trình độ và nhìn nhận đúng vấn đề tốt hơn. Và trong cái quá trình thực tiễn giải quyết các cái tranh chấp thì tôi thấy đúng là văn hóa cũng đã nâng lên rồi. Trước kia là giải quyết chỉ vì tao thù mày, mày thù tao, nhưng bây giờ không phải vậy. Đấy, người ta rất dễ nhìn vào nhận nhau cùng nó vì vấn đề lợi ích. Vâng, xin hết. Hy vọng từ những chia sẻ trên, quý vị các bạn và cũng như các quý doanh nghiệp sẽ có những cái nhìn tổng quan nhất về tranh chấp trong doanh nghiệp để phòng tránh và có những cách giải quyết kịp thời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.